người dân Hà Nội sẽ được kiểm định khí thải xe máy miễn phí theo Chi cục Bảo vệ Môi trường. Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội dự kiến từ tháng 9, người dân Hà Nội sẽ được kiểm định khí thải xe máy miễn phí khi mang xe đến 8 trạm kiểm định thuộc các hãng xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM. Trong thông báo phát đi hôm nay, ngày 4 tháng 8, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí của Hà Nội. Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá hiện trạng phát thải của xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố, làm cơ sở khoa học thực tiễn để xây dựng và thực thi các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và quản lý giao thông hiệu quả, hỗ trợ các bộ ngành ban hành các quy định chính sách về kiểm soát khí thải từ giao thông. Trước đó, Tổng cục Môi trường, Bộ TNMT cũng đã có văn bản đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc đăng kiểm cho xe máy nhằm hạn chế lượng xe cũ nát lưu thông và xả khí thải gây ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc. Theo đó, kế hoạch kiểm định khí thải dự kiến được triển khai từ tháng 9 tới. Tuy nhiên, có thể lùi thời gian tùy vào tình hình dịch COVID-19. Các hoạt động chính là đo kiểm khí thải, đánh giá hiện trạng phát thải của xe mô tô, xe gắn máy. Số lượng được đo kiểm dự kiến khoảng 3.000 đến 5.000 xe mô tô, xe gắn máy các hãng Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM. Người dân Hà Nội sẽ được kiểm tra khí thải xe máy miễn phí khi chủ động mang xe đến 8 trạm kiểm định ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông. Chuyên gia của các hãng tư vấn về tình trạng xe và các giải pháp khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế phát thải gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe. Các phương tiện vẫn tiếp tục được lưu hành trên địa bàn thành phố sau khi được kiểm tra và tư vấn. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam sẽ hỗ trợ một phần chi phí bảo dưỡng và phụ tùng thay thế cho xe không đạt tiêu chuẩn khí thải. Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, sau khi kiểm định, các hãng xe sẽ đưa ra tư vấn người dùng sửa chữa hoặc thay thế. Việc hỗ trợ thu mua xe cũ đổi xe mới có thể sẽ được thực hiện tùy chính sách từng hãng.